Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày hôm nay, ngày 6 tháng 1. Chương trình Ai là triệu phú vừa lên sóng tập đầu tiên của năm mới 2021 thì ngay lập tức đã gây sốt đối với khán giả, không chỉ bởi sự xuất hiện của giáo sư Cuộc Trọng Xoay mà còn bởi thành tích khủng phá kỷ lục của người chơi. Chương trình Ai là triệu phú vừa lên sóng số đầu tiên của năm mới 2021 đã gây sốt bởi hai lý do. Đây là lần đầu tiên giáo sư Xoay Đinh Tiến Dũng đảm nhận vai trò MC của chương trình, cũng là số đầu tiên sau 12 năm có người chơi trả lời đúng hết 14 câu hỏi. Người chơi xuất sắc mở hàng may mắn cho hành trình của giáo sư Xoay với Ai là triệu phú chính là phượt thủ nổi tiếng Trần Đặng Đăng Khoa. Trần Đặng Đăng Khoa sinh năm 1987 tại Gò Công, Tiền Giang. Anh là cựu sinh viên khóa 5 khoa Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là cái tên rất đình đám trên mạng xã hội vì đã bôn ba đi phượt khắp thế giới bằng xe máy trong suốt 3 năm qua. Lên đường từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, Đăng Khoa đã đi qua 65 quốc gia, 6 châu lục, gặp gỡ rất nhiều người với những hành trình vô cùng thú vị. Tháng 1 năm 2018, Khoa được vinh danh trong top 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2017. Chia sẻ trong chương trình, Đăng Khoa cho biết, từ nhỏ thì anh đã là một cậu học trò nghịch ngợm, hay bị phạt úp mặt vô tường. Lúc chịu hình phạt, tình cờ trên tường lại dán tấm bản đồ thế giới. Không biết làm gì để giết thời gian, cậu nhỏ chỉ còn cách xem bản đồ. Bị phạt nhiều cũng đồng nghĩa với việc cậu nhỏ gần như thuộc cái bản đồ, biết rõ vị trí các nước nằm ở đâu, rồi tự tưởng tượng mình sẽ đến các nước đó như thế nào. Mẹ của chàng phượt thủ làm ở thư viện huyện, do vậy anh cũng thường được vào thư viện đọc sách. Kiến thức được từ từ tích lũy, giấc mơ khám phá các nước trên thế giới cũng lớn dần từ đó. Có lẽ điều này đã khiến anh đủ vốn hiểu biết để xuất sắc chinh phục 14 câu hỏi của Ai là triệu phú. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về khả năng dẫn dắt của giáo sư Cuộc Trọng Xoay cũng như thành tích của người chơi? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là S News và hiện tại chúng mình đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như bạn tâm thì hãy truy cập xuống đường link, bọn mình sẽ để phía bên dưới cho các bạn nhé.